Thế nha bà. Kì. Con nói cái kêu chuyện này con gấu nè. Hồi nãy tụi đi con thấy cái con gấu. Hồi nãy con thấy một con chàng trai tụi đi đi xe đạp biển. Đây con gì đây? Con gì trong này đây? Con gấu. Con gấu đấy dạ, à? Sau đó người người ta bị đạp trong rừng tụi đi thấy một con gấu xuất hiện. Sau đó người ta chạy. Sau đó bị cuối cùng cũng leo lên cây được. Sau đó thì con thấy thì á, con thấy con gấu đấy thầy. Người ta leo lên cây rồi. Sau đó thấy xịt nước vô con gấu to. Ừ. Đấy, con gấu đây thầy. Con gấu đen này. Tựa nè, em con. Rồi sau đó người ta thấy. Sau đó con gấu hết. Thấy nó. Thấy gấu. Người con ngồi ở trên tựa nè. Nó leo lên cả. Rồi tựa nè. Tựa nè con nghe cái nhạc nè. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Đó. Chắc người ta chết rồi. Ừ. Người ta. Phạm Chín á. Ai bảo chọc chị con chị chào em Phạm Chín nhá. Hôm nay chị đi à. Ai bảo chọc chị con chị đi Đại Nam em ơi. Bà ơi bà. Cho cô chơi này đi. Để cứ ê, đang quay chỗ con gấu đây này. Con gấu bự. Con gấu con. Ấy. Có con gấu bự nữa. Chào em gái yêu nhá. Ừ, đây con gấu to này thầy. Đi thôi, đi ra ngoài này đi con đi. Bảo cho con chơi này đi. Chơi gì? Chơi này. Bắn. Bắn. Bắn bắn. Con chơi đó đi. Nha bà. Đâu? Cái gì? Không chơi cái trò ấy. Cái gì? Con muốn chơi mà. Đây vào đây. Đây người ta làm ở đây thì chứ có phải là trò chơi đâu con. Cho con chơi đi. Trò bắn cung cũng có này. Con gấu. Trò bắn cung. Bé 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 không biết đừng chơi cái đầu cái trò đấy cháu ơi. Đi, đi ra ngoài này xong rồi để xem. Bà cho con chơi cái này nha. Chị cảm ơn em Phạm Chín nha. Bà cho con chơi này nha. Dạ, em im im. Chị chơi này đi. Không, không, không chơi. Đây, có con gì đây? Con đây có hàm. Đây có hà, có cái hà. Có cái hoa, hoa hầm gì đây này. Đây là con hà mã. Hà mã là đấy. Ê, xem mấy con kia đi. Đấy kìa kìa, cái em bé cái đang sợ quá khóc rồi kìa. Thấy chưa? Vào đây em bé sợ quá khóc đấy. Thấy con gì ở đấy? Ừ. Chị cảm ơn em nhá. Đâu cái con không đâu? Ở đâu nữa? Con nằm là con nhỏ. Cái thầy con nó hụp nó đang lặn cái thầy, mãi trong cái thầy. Đấy. Con nằm con nhỏ đấy. Nữa. Nó đang hụp đang nhô đầu nó lên cái thầy. Đây đây là con to đây thầy, con to đây thầy. Con hà mã to đây thầy. Cảnh đẹp mát lắm em ơi. Hả? Cá đâu? Cá gì? Không biết nữa. Một đám cá lắm kìa. Ừ. Nhìn cá gì nó trắng tốt lên đấy kìa. Con cá vàng, cá đỏ không có. Con cá. Cá trắng, cá đỏ. Cá vàng nữa. Ừ. Cá đen hồi lồn. Nhìn bờ, nhìn kia đó cũng hơi sâu ha. Đấy, cá nhìn đấy. Đây là nhìn cái này cũng sâu ha. Rẻ cá. Bà ơi, nhìn cái này cũng sâu ha. Ừ. Sâu. Ừ. Bà ơi, hay là vô trong mồm của hạ mã đi. Vô trong mồm của hạ mã đi. Cảm xem. Ơn em nhá. Hả? Vô mồm của hà mã đi. Đây mồm hà mã đây à? Đấy, vào đấy cái em bé vào đấy sợ quá khóc cái thầy. À, biết rồi. Thôi xuống đấy làm gì con. Xuống đấy cứ quay quay. Con quay con cá nhá. Ừ.
con cá này, con cá này. Cá này, cá gì? Cá chi lai. Ê cá. Bà ơi, chị. Đấy, thấy chưa? Đấy, con cá to không? Cá gì nó lại chẳng tốt luôn. Cá cha quá chị. Cá bự sẽ bán luôn lẹ. Cá cha thì sao? Đâu, không phải. Cái kia. À ừ. Cần lên đây. Cá nhỏ. Hồi tối lên. Con cá nhỏ kìa, hai con cá chịu yêu mà. Cậu lên rồi. Đây nó gọi là cá cha đây sao? Cá cha. Cá cha. Vâng nè. Rất ngon rồi. Cái ăn ba ba này nữa, ăn ba ba khổng lồ thì bụng như ghê. Đâu lại có con ba ba đâu cháu? À con ba ba đây. Con ba ba hay hay mày, cái gì mà mày mập dữ vậy ba ba? Đây. Nó to đùng lắm. Nó hay xây một cái đào á, xây thôi đó. Thì thấy con gì mà nó thấy con gì mà nè nó buộc cái luôn á. Con ba ba thì cái đầu của nó dài lắm á. Dài dữ chừng rồi. Đây một cái nó nằm này. Con cá trên lai. Đẹp lắm. Ý, con này mở miệng. Ấy, à cha đấy, thôi đi lên đi. Thôi, đúng rồi. Nhìn cá đây. Anh đây cái đáng sợ gì đâu mà em bé hóc dưới trường. Ừ, thế mà em bé. Em bé cá thôi. Em bé sợ hãi cái gì khóc. Chắc em bé sợ cái gì vậy? Sợ con dù ba ba gì nè. Ừ. Đi ra ngoài này xong rồi sân có còn con gì nữa không? Hàm một cửa hàng cá to ghê. Ha. Đi quay ra đằng này đi. Nguyễn Văn Trúc. Xin chào Văn Trúc nhá. Ngọc Nguyễn đang đi vào du lịch khu Đại Nam đây. Mời cả nhà xem các thú. Đi đằng này hôi lắm. Bà ơi, chờ con chơi này. Đi vào mãi trong kia cửa sân à? Mãi trong đó hả? Ừ, con có lên chỗ cầu hay không? Chỗ cầu nào? Chỗ cầu, chỗ kia lên chỗ cầu kia xem nhé. Thôi, cho con chơi này đi. Chơi cái này. Chơi cái đấy làm gì? Chơi nhà. Chơi cái chơi này nè. Đấy, cho ngồi lên đấy. Nào. Đấy. Cháu gái đang cưỡi con dê này này, cưỡi con dê này này. Con ơi. Con cưỡi con này đi, con này hay ở trong ông già Noel lắm. Ấy theo bành. Ấy. Cháu đang cưỡi con gì đây, con dê nhỉ? Không. Đây, con dê đây, lên nó có sừng như đây. Sừng dê thôi. Con dê giống con dê hoa gì nữa là con nhớ rồi trong đây nhà đi. Ông già Noel á. Ừ. Con mèo đó này, mèo gì nhỏ. Ừ, đi ra đằng đây xong trèo ra lên cầu cho xem cầu. Chị lên cầu. Ừ. Cầu đâu? Cầu mãi đằng kia. Ngồi ở đây khôi khai lắm. Từ những ngựa mới lại gì cơ rồi nó rốt ở bên ấy nó đái bò. À. Con gì nè? Ừ nhỉ. Cái đầu nó dài ghê ha. Ồ. Con này là con đà điểu. Con đà điểu. Con gì đây? Con thật hay là con À, đây là con voi con, phải không? Nó có voi cái thế phải không? Đâu. Để thấy. Đấy, nó có cái vòi con đen đen đấy thầy. Chỉ có cái vòi cái thầy. Đây là tay của nó. Không, à, đầu. Không phải con đó. À, con đấy là con đà điểu. Con gà điểu đẻ. Con gà điểu nó đẻ ra trứng. Nó màu xanh nước biển. Nó màu đây, xanh nước cây á. Còn đây là con bò. Thank you.
Hồi lắm. Đi đi vào đây mà trèo lên cái kia rồi. Con đây là con cò lửa cái đây. Con cò lửa thật cái thầy. Trắng trắng đây thầy. Thấy không? Đây. À, thấy trắng trắng rồi. Đây, con cò lửa đây. Ủa, con cò lửa có bơi trong nước không? Kìa thầy nó ở trên, trên cỏ cái thầy. Trên bãi cỏ cái thầy. Đấy, nó đang đi thầy. Con nhìn thấy chưa? Đi qua cái cầu mà. Đấy, đi lên trèo con cầu kia xem. Đấy, cứ đi lên đấy xem. Con dê nó kêu. Ừ. Mà nó đâu, đâu, đâu? Đâu có con gì đâu. Đang ăn cỏ à? Bà chưa nom. Bà chưa nom rõ. Đây là con hươu sao. Con hươu sao. Con đây có phải con thật không? Con đây, con đây phải con thật không hay con giả? Con hươu sao này. À, con thật đấy thầy. Con thật đấy thầy, con thật đấy thầy. Đấy, nó đang khóc đầu tới đây. Này này, kéo nó dài, nó liếm rồi. Ừ, nó đứng im, cứ tưởng con giả hóa con thật. Đấy, con hươu cao cổ đấy. Chân nó dài ghê không? Chân nó dài khiếp không hả? Con hươu cao cổ đấy. Nó còn với cho cành cây đây, nó ăn là nó với tới đây đấy. Đi ra đây hùng nó với tới đây đấy. Cào kinh không? Ừ, nó thở đấy. Nó có mắt nó nhìn thấy thầy. Nó đứng thì như bức tượng ghê. Đứng như bức tượng. Đi đi, đi đây, đi. Thấy không nhìn? Đâu? À, ừ đấy, con chim. Con chim gì đấy. Đây là con chim gì. Con này hay xẻ cái cánh to ra. Ừ, nó xòe cái cánh ra. Cái con này con giả này. Kìa, bao nhiêu là những cái cảnh núi nhân tạo kìa nữa kìa. Núi đá nhân tạo. Đây là con chim gì? Con này nó thích ăn cà rốt lắm. Con này à? Cái gì à? À, con ấy á? Ừ. Nó ăn các củ quả là nó ăn hết. Ờ. Kia con nữa kìa, kia con hươu nữa kìa. Ủa, chắc con đó không phải con hợp xây dựng.
Con đấy phải con thật hay con giả? Con đấy chắc con giả. Đi vào đây xem này, đi vào đây kìa. Cấm chọc phá thú. Đi vào đây này bà. Cây cối rừng tự nhiên. Cây cổ thụ to không? Hả? Ui! Đây là chỗ. Cây này, cây con gì đây? Châu. Con này là con thật hay con giả? Con này con giả. Giả, con thấy nó hở đâu. Ừ. Con đây cho có cá đấy. Chốc. Đấy. Mà cho cái chế này đi. Không, không chơi cái trò này. Chơi trò đó vui nè. Không vui, có ai người ta chơi đâu, có non nó cả, có chẳng có người nào chơi. Đây nè, có mấy chẳng, ngàn. Mấy ngàn làm gì được? Trò đấy người ta không thích chơi. Đây này, trong này này mới mát này. Đây thầy. Đây con gì đấy thầy? Ô đây có con đẹp không này? Ấy đây này, con gà gô đây này. Wow. À con gà gì nhỉ? Gà gì con mà? Con gà đó sẽ cắn to lắm. À con công, đây là con công. Con công nó sẽ à, đúng rồi, con cắn công. Đẹp lắm. Con công nó múa, con công nó múa. Con thấy nó múa đâu. Con công nó múa. Nó có múa đâu. Này nữa. Nó xòe cánh ra. Nó quỳ cánh ủa, vào. Nó xòe cánh ra mới múa hả? Ừ. Đấy, con gì nó bố ở cái cành kia? Đâu, ấy. Con gì đấy? Con đấy ăn lá à. Ăn lá hả? Đấy ăn lá. Ừ. Con chụp nó, con thấy nó. Đấy này. Nó ăn lá. Con cá đây này, đấy, con cá đấy. Đẹp không? Đấy. Đây đi. Ê, con thấy một con đấy đi xuống dưới bắt cá hay gì mà. Đấy, con cá đây này, đấy. Ba đấy, bà. Đi kéo con... lại rơi điện thoại cũng đây thì. Ba đang cầm cái này lại. Con bảo bà này, con thấy con này rồi, nó đi xuống nước sao mà, nó bắt cá hay gì mà, con thấy nó đi xuống nước luôn kìa. Thế à, xuống nước nó bắt cá. Ấy nó chạy lù nước cái thầy. Đây nè, hai cá này, hai con cá. Ừ. Thêm một con cá nữa nè. Nhiều. Cá. Nhiều. Một hai cá luôn kìa. Hai cá luôn ha. Đi đâu đi cái quả gì kia? Bà ơi!
không qua được đúng không? Ờ, mình qua đây cho bé xem con đại điều trải nghiệm cứ đại điều cô ấy. Bác cho bé xem đà điểu chơi, nếu mà bé thích thì cho bé trải nghiệm chơi. Đi ra đây xem đà điểu. Dạ, mình không thích thì mình xem thôi cũng được cô. Con hai bà cháu đi thầy cô. Hai bà cháu đi. Dạ. Món cởi không? Đi trải nghiệm đi, duy nhất ở đây mình được cởi thôi. Chỗ đây đó thôi. Em gái cởi không? À, bị hủy. Đây không biết. Như đây đứng được hả? Lỡ như nó đáng một phát thì sao? Đâu có đá đâu con ngồi lên lưng mà sợ đá gì. Đang lên. Lỡ như nó khóc mình ra thì sao? Rồi, có lỡ luôn. À, đang to chứ. Gì? Cha con người đi con ngã này, con ngã nó sợ lắm. Con sợ con nhám gì đâu. Con hơi sợ xíu con nhám gì đâu. Hai cái chân của nó. Chân của nó. Nói, người ta chỉ nó đi á, đi chừng bước đi đừng bước khỏi người ta té. Ừ. Sợ nó nặng quá nó té. Con sợ hơi sợ xíu, con sợ nè. Thôi con nhám đi đâu. Con gửi con nhỏ hồi nó hiện nguyên con bởi con hơi sợ xíu, con gửi con nhỏ nào mà hiền xíu thôi. Đầu giờ có con gì mà bứ này mà không dám gửi thì sang đây đây ra đây mà xem đây này. Đây là khéo bẩn đấy này. Ấy đây là con gì đây, con cũng con đà điểu con. Ba con đà điểu con. Ấy nó đang nóng quá, nó đang há mồm đấy. Nó xin nước á. Nó xin nước á bà. Ừ. Có cái nhà kia kìa, sẽ nó đi vô. Chắc không. Thôi đi quanh ra đây thì đi ra thì về con ơi. Đi ra. Con này con gì? Đây là cá, con cá đấy. Có con dừa, có bức tượng dừa kìa. Đây con trái dừa đây này. Có bức tượng dừa này. Ờ, bức tượng người dừa đấy. Bức tượng người dừa đấy. Đây là ba trái dừa. Gì mà có râu. Đây là hai con trâu. Hai con trâu bằng bức tượng. Đấy. Thử đi con lên trên, thử đi con thấy người ta nói con. Cưới con gà điểu không con? Đấy, con trâu nó đang có kéo cái khoản nữa. Trời ơi, hình này con nghe tiếng. Nghe bác kia nói con gửi con gà điểu không? Nó nói, thôi, con gửi. Ừ, con sợ bị té. Đúng rồi, con sợ té con, lắm. Con sợ bị té mà cứ bưng gò mày tới. Đây, đi ra đây con ơi, đi ra đây xong đi con về. Con gì vậy bà? Con gì vậy? Con gì mà bảo kia? Cứ đi vào đây cho nó mát. Đi qua đây. Có nhiều con cá nè. Nhiều cá ghê. Cá đây thôi, bao nhiêu cá đây? Cá vàng, cá ấy nhiều không? Ừ. Con cá đó hay ăn gì ạ? À, con biết rồi. Đây là đồ ăn cá. Ừ, người ta cho ăn đồ. Đây là đồ ăn đây cá. Đây là hiêu, nai, sư tử, hổ. Đấy. Bà ơi, sư tử này cũng... Đây. Bà ơi, sư tử này hổ hay ghét với nhau lắm. Sư tử này hổ ghét nhau lắm. Ở đây con gì đây này, Nhi ơi, con chim gì đây? Con gì á? Con vịt, bạc. Con vịt á? Vịt gì nữa thế này? Ai biết, vịt hay có mỏ dài mà. Cái gì á? Mỏ nó dài đó. Đấy, cá đấy, con vịt đấy. Con cá, con vịt hay bắt. Bắt con cá để đem về cho đây, con gì con đấy? Mình đâu
gì trên cạn này kìa, trắng trắng đây. Chắc đó là con đó sẽ trắng đi con. Ba chụp cho con cái con này nha. Đây là con gì đây? Con gì đây lại hình được? Hình con ấy. Thôi đi xuống đi, nó làm hình thôi. Thôi đi ra đi, ra đi. Đi ra. Ra thôi nhá, xin